không thể làm cái đám hỏi này được. Không biết nhà trai họ sẽ tới bằng xe hơi hay đi ghe để mình làm cổng chào nữa chứ. Thì hỏi họ thử coi đường nào cũng được. Dạ. Thế nói đúng, đường nào thì họ cũng quắt cần câu hết. Con sẽ thay tía nhậu với họ tới rết bánh nữa thôi. Cái thằng. Kính thưa ông bà tổ tiên, con là út nhỏ, chắc con không thể ở lại với sông nước, ở lại với nghề truyền thống của dòng họ, bởi con sẽ ra đi với anh Diệp. Tí cấm cản con không hờn trách tí, nhưng con không thể nào đi trên con đường mà tí muốn con đi. Con rất đau lòng vì đã làm trái lời, làm cho tía và mọi người phải đau khổ. Con xin ông bà tổ tiên và mọi người hãy tha thứ cho đứa con gái dám rũ bỏ tất cả, ra đi về hạnh phúc của bản thân mình. Hỡi anh hãy mơ con thuyền cũ quay về đêm nay, bước trong cõi riêng mộng xuân. Dòng sông mãi trôi, dòng sông vẫn hát phù sa ngát hương. Bữa nay ai làm vậy? Dì Út nhỏ làm đó con. Dì Út nhỏ làm ngon quá à. Tía để con đút cho. Tía tự ăn được mà. Tía để con đút cho. Mai mốt con đâu có được đút cho tía ăn nữa. Mới chỉ là đám hỏi thôi, đã đám cưới đâu mà em nói vậy. Chị hai, chị chưa đi chợ hả? Còn sớm mà. Em sao vậy? Dạ không. Có khách tới đặt ghe bên bển kìa. Chị tiếp giùm em đi. Chị thì biết gì, em qua liền đi nghe. Lát 10 giờ anh Việt có đi nhậu không? Thứ bảy phải làm việc tới 12 giờ mà. Anh quên bữa nay liên quan mừng công ty 10 tuổi hả? À, em lên làm việc đã, lát gặp nha. Ai kiếm tôi vậy? Cô gái kia kìa. Tôi đâu có quen. Cổ nó anh hẹn cổ mà. Cô ơi, xin lỗi. Không thể nhận ra Trinh nữa. Chính em cũng không nhận ra mình. Lát gặp khách hàng, em nói gì đây? Nghĩ sao nói vậy, miễn đừng nói xạo là được.
Em có một đối thủ, phải ráng lên đó. Không thành vấn đề. Em mà dính vào show này, anh Hiếu muốn gì em cũng chịu. Không cần đâu. Em thắng con gà của thằng Việt là anh vui rồi. Tôi đặc biệt yêu thích nước hoa Wairo và thường xuyên sử dụng. Đối với tôi, Wairo là một thứ nước thần diệu. Nó giúp tôi tràn đầy tự tin và quyến rũ. Những nơi tôi đi qua, phái mạnh dường như là bị bỏ bùa mê. Cảm ơn cô. Mời người tiếp theo. Dạ. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Phương Trinh. Mời cô Trinh diễn thử cảnh số 8. Lúc này em diễn tốt lắm. Cảnh nhận chai nước hoa Wairos. Bắt đầu hả? Dạ. Tặng em. Cảm ơn cô. Mời cô xuống. Khoan đã, cho tôi xin lại một lần nữa. Được, mời cô. Dạ, cảm ơn. Cô bắt đầu đi. Dạ. Trinh đừng nghĩ đây là chai nước hoa, mà nghĩ rằng mình đang nhận được một tình yêu chân thành. Bông hồng trắng chính là nước hoa của những xúc cảm, của sự tinh khôi. Vì là đó mà chúng tôi quyết định chọn cô Nguyễn Phương Trinh. Như vậy, Phương Trinh sẽ là gương mặt của White Cross trong một chiến dịch quảng cáo chưa từng thấy trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Cảm ơn anh. Nội trong 15 ngày em sẽ giao ghe cho anh. Tốt, tốt, tôi về nghe. Chào anh. Như lỗ nhỏ. Em thấy Út nhỏ trên xe đò đi Sài Gòn hả? Em chỉ nói là hình như.
Chắc em nhìn lộn, chứ nó lên trển làm gì. Lẽ ra bữa nay tụi em phải đi chọn nhẫn. Sáng nay chị thấy nó có vẻ lạ lắm. Không lẽ nào nó lại bỏ đi? Hôm nay AX tròn 10 tuổi. Hôm nay chúng ta đã có thể tự hào rằng AX hoàn toàn có khả năng sánh vai cùng các công ty quảng cáo nước ngoài. Chúng ta đã gặt hái được rất nhiều thành tựu, mà tiêu biểu là vụ Wairo sáng nay và Diệt là kiến trúc sư của thành công đó. Bây giờ tôi muốn mời Diệt cùng thổi chiếc bánh sinh nhật này. Tí thấy chưa, nó gom hết đồ đi rồi. Đi đâu? Hay là đi thăm thằng Hoàng con ráng? Nếu đi thăm một vài ngày, việc gì phải mang hết đồ? Mà xưa nay nó đi đâu cũng xin phép đàng hoàng. Chẳng lẽ nó bỏ nhà theo thằng Diệt sao Tía? Alo. Anh đây. Em Năm Đô ơi, có lẽ em phải nói thiệt với anh điều này. Đừng em. Anh hiểu rồi. Út nhỏ, Em chị hai nè, em đang ở đâu vậy? Út nhỏ, em định bỏ nhà đi sao? Út nhỏ. Đúng là nó bỏ đi thiệt rồi. Ai mà ngờ nó dám làm cái chuyện tày trời này chứ. Lúc này anh Việt có điện thoại. Ai gọi vậy? Út nhỏ gọi đến. Sao vậy anh? Không có gì. Đường nào thì Út nhỏ cũng sắp làm đám hỏi. Việc sẽ rất bất ngờ. Phải, mình sẽ dành cho Việc sự bất ngờ hoàn toàn, sự bất ngờ của một giấc mơ có thật. Việc ơi, mình đã mất nhau quá nhiều rồi, và chắc chắn lần này mình sẽ có nhau mãi mãi. Chúc mừng anh Việt, chúc mừng. Công nhận gái miền Tây nhìn cứ tươi rói rói à. Hai người đẹp đôi lắm đó nha. Ừ, người ta là anh em chứ bộ. Anh Việt hơn. Thi này chúc mừng đôi Nguyên Hương. Vô. Vô. Tự nhiên anh cứ thấy nào nào. Chuyện gì? Anh cũng không biết. Anh uống nhiều lắm đó. Uống đi, uống với anh.
lắm rồi anh. Tía đừng buồn nữa, để từ từ con kiếm nó rồi lôi nó về đây cho tía nghe tía, rồi nó sẽ về mà. Làm sao đem con nhỏ về được chị? Nói cho tía yên tâm vậy thôi, chứ còn lạ gì tính của con nhỏ nữa. Có mà Thánh mới lôi nó về đây. Thằng đó nó sẽ mang lại cho con nhỏ nhiều khổ đau hơn là hạnh phúc. Đâu rồi, xe đâu rồi? Có mấy anh trong công ty chạy về giùm rồi, đừng có lo. Về được không? Út ráng đưa việc về ha. Dạ. Sai chưa? Sơ sơ, đi taxi mà lo gì chị? Cẩn thận nha em. Dạ. Bye bye. Mình đi. Được rồi, cảm ơn.
Xin chào tạm biệt. Cuối cùng thì em cũng đã hiểu ra, không thể có một con đường chung cho hai đứa. Út nhỏ tìm trong coi tìm riêng chúng ta, vô nhà ngủ đi con. Trời xanh mây trắng và lá hoa, bao nhánh sông dài giấc mơ buồn xót xa. Tiêu ơi, tình thôi đã đánh rơi tiếng dòng sông. Tôi tha lỗi cho con, từ nay con sẽ không bao giờ khiến thế buồn phiền nữa. Ngày mai chưa quen heo ta yêu một ngày chia xa mãi. Sóng sóng cuốn trôi cành hoa xinh đẹp người, bao tô phong ba tình người sao đắng cay. Vẫn mơ đến anh con thuyền cũ quay về bên vắng, nước sông sẽ mang ngàn đôi buồn trôi qua năm tháng. Dẫu cho sóng sông trèo dâng bao điều tàn, dẫu có phong ba cuồng phong nát tan. Hỡi anh hãy mơ con thuyền cũ quay về đêm nay, bước trong cõi riêng mộng xuân đêm. Bộ nói sao, đám cưới út nhỏ hả? Đám hỏi. Ủa, sao mà gấp vậy? Đúng ngày chứ gấp gì. Hey, hey, bộ phải vui lên đi. Vui cho chị, vui cho bồ. Vì vấn đề của bồ với anh Việt bây giờ chỉ còn là thời gian thôi. Nhớ cúng vào quân sư này cái đầu heo đó nghe. Đầu heo xưa rồi. Để coi lấy cái gì ta. Chào hai cô. Ê, vô đi. Sao hai cô về sớm vậy? Tôi mời hai cô đi uống nước, đúng không? Sai rồi, tôi mời hai cô đi ăn bầu bía. Thiệt đúng là, ăn với uống gì thì cũng giống nhau thôi. Ăn và uống là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Ăn có nghĩa là nhai, còn uống thôi là... đi, nghe là hết muốn ăn rồi.
Mừng em. Anh ăn đi. À, không không không, ăn cái này. Ngon không quá? Đủ đi ăn mà còn sót của hả? Không sao, hai cô cứ ăn tự nhiên. Chị ơi, hai dĩa nữa. Hả? À không, bốn dĩa luôn đi. Hả? Anh Thành chở Hạnh về nghe. Ê, kìa vậy? Mình phải qua công ty, vui vẻ nha anh Thành. Ê, nhỏ này. Thôi mình đi nha. Em đã ráng xong đề án nước cam ép tô lô đặng về quê. Có chuyện gì quan trọng vậy? Dạ, chị em làm đám hỏi. Em tính về khoảng bao lâu? Dạ khoảng vài ngày. Cứ tạm vậy đi. Hạnh giống y như những loài cá này vậy. Vậy anh nói tôi lộng lẫy xinh đẹp chứ gì? Không phải vậy. Ý anh là sao? Người ta thường ví phụ nữ với bông hoa hoặc rắn độc, còn tôi thì thấy Hạnh giống như loài cá. Giống chỗ nào? Khi ta chụp, cá thường tuột khỏi tay ta mà lại không bơi đi, cứ lượn lờ trước mặt như muốn mời mọc. Vậy ta sẽ chụp nhiều lần, chắc chắn sẽ được. Ở đó mà mơ mộng. Tôi đi về đây. Hả? Ê, ê Hạnh. Mọi người đâu hết rồi anh? Anh Việt, em không muốn thấy anh bị đè nén bởi chuyện đó. Em nghĩ đây có lẽ là thời điểm để Út Nhỏ chấm dứt những khổ đau và bắt đầu cuộc sống mới. Phần anh không thể cứ làm khổ mình hoài. Anh đang làm việc bình thường mà. Anh Việt, em muốn nói. Anh Việt, kể cũng hay, người ta thường hay quên đúng lúc. Ý anh nói là tôi cố tình bỏ quên chìa khóa để được đi chơi với anh hả? Tôi không có ý đó, nhưng mà tàu quá thường hết sức đặt. Xí, thằng ngồi chờ ngoài cổng, con không đi với anh. Hạnh à, đứng lại. Hạnh. Không. Hạnh à, tôi đã tương tư quá nhiều rồi. Ráng yêu nhiều và lạnh lùng như tôi để khỏi phải tương tư. Năm nay tôi đã tương tư đủ 45 ngày cho phép và... Và theo tiến sĩ Fischer chứ gì? Đúng, theo tiến sĩ Fischer thì quá 45 ngày tương tư, dùng não xúc cảm có thể nghĩ tới chuyện bỏ ăn, bỏ làm, tự vẫn. Còn trái tim sẽ bị chai cứng hoặc rửa ra. Tôi sợ rơi vào tình cảnh đó lắm Hạnh ơi. Yêu mà còn tính toán như anh thì đừng có yêu ha. Hạnh, chẳng giống loài cá chút nào. Chị Tư khỏe không chị Tư? Dạ khỏe. Có dạ. Con tới tao vui quá. Dạ. Sao xuồng ghé sóng vỗ nhịp tràn con tim anh, lòng anh khát cháy những nỗi niềm yêu như sa mạc khao khát ngày mưa. Ngờ đâu em đã xong chưa chị? Rồi, nhà trai sắp tới rồi đó, phải xong rồi ghé. Ôi những con sông sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba.
gió nghiêng tình ta, bên cũ xuồng xưa vắng ai điều hiểu, và sóng thét gào và bão giông cuốn trôi những yêu đương hẹn thề hôm nào. Giờ xuồng ghé đứng bơ vơ, có sóng dù mang bao giờ vẫn chưa phù sa ngã thương. Dòng sông hát, dòng sông ơi. Út nhỏ, thay đồ lẹ lên. Sao dây đất con xuồng trôi, thương anh vì đâu cứ nỡ đọa đầy sông quanh con. Lòng em khát cháy những nỗi niềm yêu, như cánh buồm khao khát, khao khát cuồng phong. Ngờ đâu anh đến gió lòng cánh buồm yêu, con sông dài hoài lãng du, và gió thét gào và nước sông hát vang, khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba. Trời làm thêm bao dòng, có sóng xô nghiêng tình ta, bên cũ xuồng xưa nhỏ. Anh muốn gì? Em có hạnh phúc không? Em có yêu Năm Đô không? Sao em không trả lời? Tốt nhất là anh đừng đặt cho em những câu hỏi nữa. Em bây giờ như là dáng đã đóng thuyền. Ông nhỏ ơi, có anh mua gì nè? Cậu còn muốn gì ở Út nhỏ? Thôi mình về đi anh. Em ra xe trước đi. Cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng người thua.
Tôi rất hiểu và chia sẻ tâm trạng với cậu. Nhưng cậu nên nhớ, tôi bây giờ có quyền cấm cậu bén mảng đến gần Út nhỏ. Tôi muốn trả lại cho cậu một thứ